Ôi giời, trời này sắp mưa là sao rồi. Quá, trời sắp mưa rồi. Lại thủ lưới nha. Mưa cũng chơi. Ôi trời sắp mưa đen xì xì. Tìm ra. Có bè không? Ờ. Cái cùng ấy. Mi né, chẳng cùng mày né. Mi với cần này, với cần là cái nào nhòm. Ừ. Dương dương hai này ngắm mặt tay ấy. Ờ. Ngoài sẽ áo khuyến mặc kỹ nghe. Tay nó. Chắc bắn miêu, tao kinh nghe tớ mới hạt bắn này. Ờ rồi vẫn đang du này. Lười mới phu cùng. Ây dồi. Ô lôi toàn được phây hại ô. Ô lôi. Toàn được phây này. Mít mít quên này. Ô cười. Ờ nặng nặng khẩu lai của toàn khẩu bấp phây biết là cái này ơ khẩu bấp phây chắc thốn mày mấy khẩu ơ ờ lương là ông tự bước nhưng ông phân mày lao vào cả mày phân đi. Bước phây chắc chắc tàng của nó lỗ nhau không? Nghe rắc túm. Khẩu này. Tao ngoài nhìn đét đét khẩu đó, 60 mét khẩu đó. Chào mày cũng á. Trời. Ờ. Cái ngao dưỡng cái đầu tiên ấy. Ừ, cần bạn đấy. Áo cần mà hốc chết nghe. Áo tên rồi, tên rồi, tên rồi, tên rồi, này. Lọc phần này, mới dừng, mới dừng. Ừ. Mấy khẩu ghé, mấy thằng tuôn. Ôi, này gà tăng này gà ôi rồi mình lại khui nào chỉ cần cái tiêu lùng tùng mà nóc gió mê khẩn cái nhúng nhát chắc thường cái lui ra nhá không tua chắc. Đầu tiên
phải sạp phân nó thỉnh ốc, phải sạp phân nó lúc bắp phân với có ngoài tốt lọc phân này. Phân sang rồi mà đi nơ hai đâu rồi ra là nọ đây. Ô cái này tao có bước phê mấy khẩu ơ ô lôi cái này lắm chạy cơ tôi chịu vô đi con tôm lút tật căn nữa bà mấy con tôm vừa khó cầm còn có mấy hút chất nghe nè chất nghe mà từ nị chứ tự biết khẩu ra thứ ba nha cái này sẽ vào ừ cậu hoa tạc hình lai nó ôi ôi vào toàn giác này này là cá vào bị chết lũ ơi ô lùi toàn nhúng nháp vậy nha ôi con chẹt này chẹt bé rồi ôi dừng video này ở đây thôi ách cho mày lấy á video này sẽ thôi